Anh ơi, người yêu quên và không nói gì, nhắn gì ngày kỷ niệm, thì có phải là tụt cảm giác yêu không hay đơn giản là bận quá mà quên? Anh là người Nhật suốt ngày công việc Ý. Người đàn ông người ta quên những cái ngày đó là bình thường. Có nhiều người đàn ông, thậm chí có một số phụ nữ, nhưng mà đa số đàn ông, người ta không đặt nặng những cái ngày đó là gì quan trọng. Anh là một trong nhiều số người đàn ông đó. Đây là một cái dạng ngôn ngữ, và không phải ai cũng có cái ngôn ngữ đó, đa số là không, thì đúng không? Tức là có người ta nhớ, có người người ta nhớ rồi nhưng mà tới ngày đó người ta lại quên. Có người người ta nhớ nhưng người ta không làm gì cả, tại người ta không nghĩ là cần phải làm gì. Có người nhớ không muốn làm nhưng mà không làm thì bả sẽ cằn nhằn, do đó tôi chịu khó chạy ra mua cái gì đó và nhắc cho bả cái gì đó cho nó hết chuyện. Có người thì lại là đó là một cái điều niềm vui, hoặc là một cái cơ hội rồi thì họ làm, và cái đó nó không phải là yếu tố dựa vào đó để xác nhận rằng đây là cái người đàn ông nghiêm túc và có yêu hay không yêu gì đó, như các bạn hay nói chỉ nghiêm túc, không phải, nó không đủ. Anh để nói này cho các bạn, đây là sự thật nha. Anh và vợ quen biết nhau nay là khoảng 19 năm, và trong 19 năm đó, nếu mà nói về tặng quà đó nha, ở ngày sinh nhật đó, thì hình như chỉ có đôi ba lần là anh tặng quà cho vợ ngày sinh nhật thôi, và điều đó nó chẳng có gì gì cả. Tại vì cả ngôn ngữ của hai vợ chồng á là đều không quan trọng những cái ngày. Mỗi ngày đều là quan trọng. Nếu mà chúng ta, tức là nó quan trọng ở cái mức là chúng ta biết là cái ngày đó là ngày vậy. Chúng ta ôm nhau, chúng ta nói với nhau vài câu gì đó là nhiều rồi. Tại sao? Tại vì mỗi ngày đều quan trọng. Chúng ta sống không phải chỉ trong cái ngày đó không, chúng ta sống tất cả mọi ngày. Và nếu mà em hỏi em ơi, cái ngày sinh nhật của em với cái ngày hôm nay, ngày nào quan trọng hơn? Em ơi, em thử bỏ đi một ngày trong đời thì em sẽ thấy rằng ngày nào cũng quan trọng như nhau về mặt ý nghĩa. Ngày nào cũng quan trọng như nhau về mặt ý nghĩa. Đó là nó chỉ là cái ngày lặp lại đúng một năm của một cái ngày gì đó, và chúng ta dùng cái đó như một lý do để celebrate, để ăn mừng. Yeah, it's okay. Nhưng mà nó không quan trọng hơn ngày khác một chút xíu nào. Cũng y vậy. Và đối với một số người, cái ngôn ngữ của họ là vậy. Và họ, đó là nếu như mình dựa vào đó để mình phán tất cả phần còn lại, nó giống như em nhìn vào một cái cành củi khô và em phán xét cả một khu rừng, thì chắc chắn là em sẽ không đúng được. Em nhìn một cái cành củi khô, cái rừng là tiêu. Mình không thể nào nhìn một cành khô để đánh giá cả một khu rừng. Thì ở đây nó cũng mãi mãi như vậy. Nếu vậy em cũng có thể sẽ lầm. Em sẽ gặp một số người đàn ông, giả sử như dân chơi chẳng hạn, họ rất kinh nghiệm, và để chinh phục các cô gái, họ biết cái cách. Họ có thể không có yêu cô gái, họ muốn chiếm đoạt cô gái đó, nhưng mà họ lại rất rành, cho nên họ họ nhớ cái đó. Và họ thậm chí họ còn chủ động để nhớ, chủ động tạo ra những cái điều kiện, những cái cơ hội về nữa kìa, để gì, để chiếm đoạt. Thì lúc đó em lại nghĩ là đây người đàn ông chủ, tại vì em dùng cái yếu tố đó để em xác nhận cả khu rừng. Em gặp dân chơi em chết ngay. Do đó là mình ở đây, đó là một cái tình huống nó không đủ lớn để mình coi. Như em có nói, những người Nhật là đúng là cái người Nhật, họ làm bán sống bán chết. Nói cái này không phải là nói xấu các bạn Nhật, nhưng mà người đàn ông Nhật đó, họ làm cho một, tức là người Nhật nói chung, họ làm một công ty nào họ làm suốt đời, và họ làm gì là họ đặt cả một cái niềm tự hào dân tộc của họ vào đó. Bởi cho nên là các bạn biết là người Nhật á, cái đó là cái hay người Nhật đó, lý do tại sao Nhật mà sau cái cuộc chiến thế giới thứ hai họ phát triển tới ngày hôm nay, họ đi qua cả Mỹ và một số lĩnh vực á. Tại sao nước chỉ có 100 mấy chục triệu dân mà đã từng là cái cường quốc thứ hai trên thế giới về tổng tổng thu nhập? Ngày xưa những quốc gia như là Ấn Độ ngày hôm nay vẫn vậy, người bên Trung Quốc cũng vậy, 1 tỷ 4, 1 tỷ rưỡi, 1 tỷ 6 người. Nhật chỉ có khoảng 1/10 dân số thôi, nhưng mà cộng tổng cái gọi là GDP của cả cả quốc gia lại họ lớn hơn Ấn Độ và Nhật, và Trung Quốc ngày xưa. Họ lớn hơn rất nhiều. Hồi xưa họ làm được 4 trillion, 5 trillion một năm á. Trillion tức là ngàn tỷ đô á, mà quốc gia chỉ có 100 mấy chục triệu người thôi. Mà họ làm cái đó, đó là một con số rất lớn các bạn. Số rất lớn, cả thế giới chúng ta một năm, nhưng bây giờ như mình nhớ là 4 mấy trillion thôi. Có 4 mấy trillion thôi, Mỹ không một mình là 10 mấy trillion rồi, là 1/4 thế giới nước Mỹ á. Một mình nước Mỹ không mà sản xuất ra 1/4 sản lượng thế giới, và Nhật ngày xưa đứng thứ nhì, hình như bây giờ đứng thứ ba. Thì bạn biết là quốc gia như vậy mà sau hai trái bom Hiroshima và Nagasaki, thậm chí năm 45 mà sau tới năm 80 mấy thôi là họ bắt đầu đi là ghê đó. Họ làm xe hơi đó, Toyota 8 mấy là bắt đầu lên rồi đó, Honda, Toyota, Suzuki, các hãng Panasonic, Sony này đó, vì cái tinh thần người Nhật. Và mình có quen biết nhiều bạn làm ở trong những cái ngành cơ khí ở Mỹ,
họ là những cái người thợ gia công những cái máy móc, những cái phần, những cái bộ phận trong những cái, và thấy cái ở Mỹ nó dở cái công đoàn. Đây mình nói về sự khác biệt của người Nhật này. Lột ra cho các bạn thấy người Nhật còn hay chỗ này nè. Người Mỹ giả sử họ nói ok sai số của cái sản phẩm đó, giả sử nha, tôi cho anh sai số tới mức là 2, tức là một là tốt, tức là sai số một là tốt, 1,8 tốt, 2 được, 2,1 bỏ làm lại, ok, thì họ được sai số thứ hai đi. Đương nhiên càng sai số ít thì cái máy nó càng tốt đúng không, càng chính xác đúng không. Thì người Mỹ á, mà họ làm á, là họ có thể làm sai số giả sử như là 0,1 họ không làm đâu, họ nói hai được cứ làm 1,8, 1,7, 1,89, hai chẳng sao cả, chẳng cần phải làm thêm cho nó mệt xác, cứ làm tàn tàn không cần phải kỹ. Nhưng mà người Nhật á, mà nếu cho họ làm hư là hai á, tức là cái sai số là hai á, mà nếu như họ có thể chỉnh cho nó thành 0,1, họ sẽ làm 0,1 và họ giữ ở cái chuẩn đó đó, tại vì họ làm cái đó với cái tinh thần rằng tôi làm tốt nhất có thể làm. Và cái đó nó tạo ra cái người Nhật như bạn vừa tả đó, là cái người làm coi như là họ hết vì công việc, họ bê nguyên cái con người, cái văn hóa, cái con người, cái niềm tự hào mà họ được dạy, được nắng, họ làm, họ đặt vào trong cái việc họ làm. Bởi vì người Nhật họ làm nó khủng khiếp, sản phẩm của Nhật rất là uy tín trên thế giới rồi. Còn Mỹ mặc dù họ theo tiêu chuẩn thật nhưng mà Mỹ thực dụng lắm. Đây, mày nói tao làm được tới hai, tao làm hai đủ rồi. Nếu mà tao giác tao cuốc cho mày 10 cái thì mà tới giờ tao giác dở cái cuốc lên như đây mà xẻng đánh cái can 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 hết giờ thì lỡ dở lên rồi cuốc thêm cái thôi hết giờ rồi cuốc thêm chỉ cho mệt để anh dai đi luôn đó, cái kiểu vậy đấy không, không có cần phải cố gắng. Nhưng mà người Nhật chính như vậy, cho nên là họ làm gì họ tận tụy các bạn, họ gắn bó tận tụy. Thì đó là hai cái trường phái, hai cái văn hóa khác nhau, tuy nhiên cả hai đều có thành đạt như nhau, đều là những cái cường quốc số 1, số 2, số 3 trên thế giới ngày hôm nay. Mình không nói là bên nào hơn bên nào, nhưng mà mình nói là cái người Nhật đó, họ khác biệt, nó là như vậy, họ không có thực dụng, họ họ hết mình vì cái họ làm, cho nên là họ họ bận rộn và người Nhật bị stress. Chính vì vậy cho nên là ở cái ngành giải trí của Nhật á, bạn thấy họ phát triển nó cũng theo cái hướng là cái cách chơi của họ nó sâu lắm. Nếu các bạn vào trong cái thế giới mà của đàn ông mà giải trí, các bạn sẽ thấy là họ sáng tạo trong cái quan hệ tình dục, họ sáng tạo trong những cái show về người lớn, họ làm những cái show, bạn nói chứ trời mấy ông nghĩ ra được cái trò này. Tại vì họ bị stress, họ làm quá đi, cho nên lúc họ chơi ghê lắm. Họ thấy là có nhiều cái show người lớn đó, ở Nhật cái người hồ mày. Và người Nhật họ sáng tạo ra nhiều cái trò chơi vì những cái đó, là vì họ bị stress trong công việc, họ làm nhiều quá. Cho nên lúc chờ họ thiết kế làm sao là trong cái thời gian ngắn đó tôi chơi tôi phải thiết là phê. Những cái prank mà người Nhật mà prank á, các bạn biết cái prank là những cái mà gài người ta vào cái tình huống mà mắc cười á, trở thành cái nạn nhân mà gây cười á. Những cái prank của họ rất là sáng tạo, rất là hay là vì vậy. Ok, trả lời cho em á nha, là anh ta bận rộn anh ta quên, nhất là cái việc đó là việc bình thường, có thể anh ta nhớ nhưng anh ta không làm gì, hoặc là anh ta nhớ mà anh ta quá bận không làm được, hoặc là anh ta cũng có thể bận mà quên nhưng mà nhớ trước nhớ sau, tức là lúc trước nhớ nó chết chà, 2 bữa trước nhớ mà chưa có kịp làm chuẩn bị cái quên bạ đi. Và thứ hai nữa là anh ta là người bận rộn thật sự, người Nhật họ là vậy. Và do đó là nếu như cái trách móc của em mà dựa trên nhiêu đó thôi thì anh nghĩ nó không không nên. Ok, rồi trả lời cho em mấy câu và anh phân tích cho em tối đa có thể có làm. Chào anh Tuấn, như thế nào mới biết người đàn ông bị lụy mình ạ? À? Và biểu hiện nào để biết rằng lấy nghiêm túc trong mối quan hệ ạ? À? Cả hai cái câu của em á, nó đều nói lên là cái định hướng ở trong quan hệ tình cảm của em chưa nắm được chính xác. Thứ nhất là mình không muốn người đàn ông nào lụy mình cả. Một người đàn ông mà lụy em á, em sẽ thấy là một cái người rất là needy. Và em sẽ bị mệt bởi cái người mà có cái cảm giác needy đó. Tức là giả sử là đàn ông mà họ lụy đó, em sẽ thấy họ làm phiền em, chứ họ không phải là cái người mà xông pha yêu thương chăm sóc. Mà em sẽ thấy là một cái người nào họ lụy, họ sẽ cứ ní đi, họ cứ em tại sao em làm này, tại sao em tới anh, tại sao anh cần em, tại sao em không nhắn tin cho anh chẳng hạn, hay là tại sao em đi với thằng đó anh thấy em đi hơi gần đó. Tức là người ta sẽ luôn có những cái mà ní đi, mình không muốn ai lụy mình mà mình cũng chẳng muốn lụy ai cả. Tại vì mình là một thực thể tốt đẹp và họ cũng là một thực thể tốt đẹp, và hai thực thể tốt đẹp đến với nhau thì nó là xuất sắc, nó là chuẩn nhất, tại vì hai cái tốt đẹp cùng đến với nhau chăm sóc nhau. Còn này một đứa này nó lụy đứa kia, mình không muốn ai lụy mình hết. Lụy nó giống như em có một đứa con nít mà nó không buông em được đó, nó vậy đó. Thứ nhất cho đó là mình không muốn người ta lụy mình. Thứ hai á là khi em hỏi là nghiêm túc trong mối quan hệ là em chưa hiểu về tình yêu. Thú thật các bạn nha, các bạn mà nghĩ rằng nghiêm túc trong mối quan hệ là các bạn chưa hiểu về tình yêu.
ở trong cái quan hệ tình cảm nó chỉ có yêu hoặc không có yêu. Bây giờ anh giả sử là một người rất nghiêm túc trong tình yêu, trong mối quan hệ nhưng không yêu em, thì chuyện gì xảy ra? Anh ta sẽ nói thẳng với em ơi, anh chán em lắm rồi, em đi đâu giùm, đi giùm cái đi, đừng làm phiền, đúng không? Còn nếu mà bây giờ anh ta nè yêu em, thì lúc mà yêu em anh ta nghiêm túc yêu em. Em ơi, khi anh ta đã yêu em thì nó không cần nghiêm túc nữa. Yêu là một cái cảm giác nó cam kết khủng khiếp luôn, nó không cần cái mức độ nghiêm túc. Nhưng cái nghiêm túc đó, nó cần như nó không có hiện hữu ở trong cái giao diện nói về tình yêu. Nhớ đó là một khi các bạn nghĩ là nghiêm túc thì cái nguy hiểm chỗ này nè. Bạn cứ nghĩ là một người nghiêm túc là một người để mình đi đến hôn nhân. Cái người mà yêu mình, mà mình yêu cái người đó thì mới là cái người đi đến hôn nhân, chứ không phải cái người nghiêm túc, hiểu không? Nhớ đó là ở trong tình cảm nghiêm túc là gì ở đây? Anh giả sử một người đến với em lúc đầu có tình cảm, có sự rung động, và anh ta nói với em nghĩ là anh này nghiêm túc, thấy rõ ràng nghiêm túc. Nhưng mà sau này nha, tình cảm đó nó bị tuột vì hành xử sai. Em hành xử sai chẳng hạn, tình cảm nó tuột đi và lúc này anh ta không còn tình cảm nữa, thì anh ta không yêu được nữa và anh ta rời đi. Thì em lại kêu là lúc đầu ảnh vậy mà sau này vậy, là người này là không nghiêm túc, anh ta lừa mình. Chính vì em không hiểu được cái trạng thái cảm giác đó, và em coi là nghiêm túc rồi sau này lại là không nghiêm túc, thì em coi là thay đổi. Thế đó là, và cái đó là một cái nhìn nó không có đúng, tại vì em cứ dựa vào sự nghiêm túc để quyết định tình cảm của mình cho người kia. Thế đó nó không đúng, mà nó là cái cảm giác, mà cảm giác có thể lên xuống theo hành xử. Thế đó là, còn nếu em nói anh ta nghiêm túc thì em coi như là việc đã định, tức là anh ta nghiêm túc vậy là anh ta yêu mình là xong rồi đó, ok, nhào vô đi khách sạn thoải mái. Không phải, hiểu không? Tại vì em nghĩ rằng người đó nghiêm túc là xong, là định, là tốt rồi. Tình cảm nó có thể lên xuống và nó phải say thì nó mới lên, phải biết cách thì nó mới lên. Vậy đó, cái câu hỏi của em là làm sao để biết anh ta lụy, đó là cái thứ nhất mà nó muốn người ta lụy. Cái thứ hai là làm sao để biết người ta nghiêm túc, không có khái niệm đó, em hiểu không? Và anh muốn em hiểu cái điều đó để em nhận ra được cái gì là cái cần tập trung vào đó. Cái cảm giác của người ta cho nhau, hiểu không? Còn cái việc mà làm sao để biết người ta lụy, em coi trong lớp được trái tim chàng đi, trong đó có giải thích là khi người đàn ông người ta fall in love, cái chữ lụy của em, anh tạm anh dùng cái chữ đúng hơn nha, là fall in love, tức là lúc đó em là quan trọng nhất và em là quan trọng hơn cả bản thân anh ta. Lúc đó anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ để chăm sóc em, và anh ta coi cái việc em được sung sướng hạnh phúc là niềm vui của anh ta. Lúc đó là người đàn ông fall in love. Có những biểu hiện em nghiên cứu lớp đó em sẽ thấy. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.